Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 7 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý khán giả đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tháng 7 âm lịch, những người tuổi Giáp Thìn dường như được Ngọc Hoàng chiếu mệnh, số hưởng được lộc trời cho, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có hơn người. Mặc dù trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay, không biết bao nhiêu lần gia chủ tuổi Giáp Thìn phải cay đắng với những thất bại tưởng chừng không ngừng lại được. Thế nhưng tháng 7 âm lịch là dường như là tháng dành cho họ. Công việc hanh thông, sự nghiệp vất lên như diều gặp gió, khiến cho không ít người phải canh ghét, đố kỵ. Như quý vị đã biết, những người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đáng hỏa là người có tư duy hướng đến tri thức, văn minh. Trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường, tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ, thường đi trước một bước. Khi trao đổi và tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công. Mọi người ở xung quanh hãy trân trọng những người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên những người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa là người rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Những người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, cung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng, luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Những người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh, hoạt bát, năng động. Họ có cảm giác, giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Gia chủ tuổi Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, sẽ làm mất lòng của người khác. Giáp Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa nên được gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Thìn nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng, minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Tử vi tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu cho rằng vận trình của gia chủ tuổi Giáp Thìn thực sự chưa tốt trên mọi phương diện. Về sự nghiệp, hầu như mệnh chủ đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả về kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc mệnh chủ cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện mệnh chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách, hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của mệnh chủ, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn, có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt năm 2021, tuổi Giáp Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu: thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa,
ý chí thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Thìn. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Bước sang tháng 7 âm lịch, đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Giáp Thìn. Những người vẫn đang đi làm sẽ gặp được may mắn trong công việc. Cũng cần nhắc nhở mệnh chủ rằng, ở tuổi này, quan trọng hơn tất cả là sức khỏe. Hãy gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi, thư giãn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để mệnh chủ đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, nhưng không được mạo hiểm. Cần phải có kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Không đầu tư mù quáng, liều lĩnh, mệnh chủ sẽ thành công, gặp may mắn về tài lộc. Tuy nhiên, mệnh chủ cần chú ý, tháng này có một người luôn đố kỵ với mệnh chủ sẽ gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để hậu quả lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của mệnh chủ. Nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, thái độ tại nơi làm việc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ. Từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi cho thấy, tài lộc là điểm sáng trong vận trình của gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964 trong tháng 7. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Mệnh chủ tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tháng này, may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu mệnh chủ đầu tư thành công, sự nghiệp sẽ được phát triển rất nhiều, cùng với đó là các khoản thu lớn. Mệnh chủ sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Với những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Mệnh chủ cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Chính vì vậy, trong thời gian này, thầy Gia Cát quý gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy mang bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Phòng sẽ giúp hóa giải vận hạn, rồi đuổi những hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc đến cho mệnh chủ. Đặc biệt, phòng sẽ như một quý nhân, bảo vệ, tương trợ gia chủ tuổi Giáp Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm của gia chủ tuổi Giáp Thìn, tháng này không thực sự khởi sắc. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình mệnh chủ không được tốt. Mệnh chủ sẽ phải để tâm, lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình, luôn không vâng lời, mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Mệnh chủ nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó, sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Mệnh chủ đã sống quá nửa cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh mệnh chủ giờ đây đã trở thành người tâm sao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Mệnh chủ đã ở bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ, chồng để có thể biết mối quan hệ của hai người được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của gia chủ tuổi Giáp Thìn khá tốt.
Tuy nhiên mệnh chủ lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Mệnh chủ cần có sự sắp xếp, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân, đó có thể tiếp tục có thể hoàn thành được các mục tiêu. Xem tử vi 2021, sức khỏe của gia chủ tuổi Giáp Thìn không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Mệnh chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng, tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của mệnh chủ trong thời gian sau. Gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thì gia cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, Phi Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Giáp Thìn có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, tức ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý, Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 7 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 7, tức ngày 18 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Mậu Tuất, Nạp Âm, Bình Địa Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 7, tức ngày 30 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Canh Tuất, Nạp Âm, Thoa Xuyên Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Giáp Thìn tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 7, tức ngày 17 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Đinh Dậu. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 7, tức ngày 29 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Kỷ Dậu. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.